Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xảy ra hơn 16.000 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 7.000 người chết và hơn 12.000 người bị thương. Đây là con số được đưa ra tại đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức diễn ra vào sáng 31 tháng 8 tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế. Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, tại buổi lễ các trưởng lão hòa thượng, chư tôn Đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các đại biểu và tăng ni các tỉnh thành đã cùng nhau tụng kinh cầu gia hộ, thực hiện nghi lễ tưởng niệm, dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Rất nhiều người thân của nạn nhân khắp nơi có mặt tại buổi lễ, có người không kìm được nước mắt khi nhớ về sự lìa xa đột ngột của chồng, con mình, cha mẹ. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trung bình mỗi ngày cả nước có 28 người tử vong, gần 60 người bị thương do tai nạn giao thông.